对，准备啊，来看。准备。搞个碰珠。cái con có quả này là bao nhiêu? Cái gì nhỉ? Củi à? Củi có 800. Trở về đây. Trở về. Gối ác ấy nhỉ? Gối ác ấy. À đây là hai anh em cùng một xe hả bác? Vâng. Núi đá ghê chưa? Mùn đen. Dã hội rồi à? Vâng. Dạ. Qua. Không bán hết rồi chú ạ. Xong một cây, xong một xe, bán nguyên xe. Nguyên xe. Còn cái gì không nhỉ? Hết mẹ rồi à? Về sớm cho kịp cơm trưa không có vất đúng không? Đóng nồi này, này không không có bệ tiếc quá nhỉ. Không không có chân tiếc quá. Có chân chứ. Đấy, sư cả. Vừa đây rồi. Nhưng vừa nãy ông này nằm ở đằng kia hay sao nhỉ? Tưới tưới nước. Vâng. Coi nào đó. N2 cây bonsa. Vừa nãy thấy bác tưới tưới rồi không? Mát đây. Chả biết cây của ai. Đang nắng lắm. Chủ ở trong bóng râm hết rồi. Quay nhanh tí được vào uống nước. Ở đây không biết bao nhiêu. Siêu siêu xuống tí nữa đẹp hơn, làm cái ang dài. Chả biết bao nhiêu tiền đây này. Cái này nghiêng cái này lít xuống tí nữa, để nghiêng ra thì nó nổi gốc rồi đây. Ôi, được đấy. Ghê đấy nhỉ. Nhìn đều nhau. Cười. Cái cò bằng cổ tay. Đã mà. Sáng bán được cái gì chưa? Không được mà. À đây mấy cái nhỏ nhỏ vừa. Ờ anh Hiếu mang đi đây. Xì này. Bác Hiếu hôm trước có số ở trên video đấy, ai thích hỏi chả biết bao nhiêu tiền. Nói chung là đều mini bóng đẹp cả. Bóng đẹp. Còn chi tiết chân vệ thì không nói thôi. Nhưng mà đều có bóng đẹp. Xì này cho đi triển lãm rồi đấy chứ. Chi bao tiền? Chưa biết.
hỏi bác ấy là ông nào? Đang nghe điện thoại kìa. Thôi đừng quay tôi. À không. Cây thôi. Cây này 3 tiền. 30 triệu. À. 30 triệu con con này. Vâng. 30 lít. 30 đồng. Chạy chỉ nhầm cái này chết. Phải chỉ nào. Đấy, này đi triển lãm thôi. Bán cái đó. Là siêu mini này. C. Bộ bệ ở dưới có. Trước em nhìn thấy rũ rồi. Là nhìn thấy cái rũ có rũ rồi, bây giờ vùi lại nó. Biết cái này từ trước rồi. Dưới là bệ đầy đủ cả. 30 đồng thật à? Giả 20 rồi nó không phải 20 rồi. À, ủa Hiếu gì? Ờ. Đúng rồi. Giả 20 không phải. Cây cối giờ cái đấy 1.8 triệu xanh. Xanh nhỏ, lá nhỏ, không bao giờ nó to đâu, lá dòng lá nhỏ cực. Cái này là dưới à? Dưới xì ra. Chết, mua về toàn chết. Ôi, cây này bác chỉ làm tới đủ nước không bảo hành luôn. Dưới thì dễ. Cây này bao nhiêu năm trong chậu này rồi. Dưới thì dễ. Nắng lôi mà nhìn cái này các bác thấy không ngại. Cột kia gớm đấy. Xanh 30. À quên, cơ si 30. Đấy, có cần gì để rút đỏ biết đâu. Lá nhỏ tí. Nếu bọt xe bây giờ nhá, bác về lo sợ trên nhá. Để lên khay nước. Bác thả nước vào đây. Để lên khay nước. Để vào khay nước. Thậm chí quên tưới cũng chả sao. Tác phẩm cây cột điện là nhiều tiền không anh? Nhiều quả thế nhỉ? Thay chậu nó bị héo lá. Đúng rồi, cho vào dâm tí. Lá như này nó chả héo, người còn khô hết cả. Thời tiết này hại người, hại cây lắm. Hại cây, quả đang cứ, nhiều. Cứ đếm quả mà tính tiền này. Cái gì vào đi. Đấy. Vào đi. Giá giao dịch cây này là bao nhiêu anh? 2,5 củ. Còn cây kia cũng của mình à? Cây của anh ấy. Là bao nhiêu tiền để khán giả biết à? Cây đấy 3 triệu. Khán giả biết cây. Đấy, kiên nắng này bán tháo đấy. Bán tháo để về. Tiếc là các ông xem thì lúc mà mình đi về rồi. Đấy. Chứ bây giờ cứ gọi là phải gọi sau. Gọi lại sau. Hôm trước chở cái dưới ra từ đấy à? Đợt gì nhỉ? Phố đúng không? Phố lên... Huế à? Cái gì nhỉ? Xuân Tây. À, Xuân Tây á? À? Bố mẹ. Sao nó biết?
Ơ, nó hỏi em là anh này. Và lấy số nhé, xong rồi quen rồi. Đấy, nó nhiều chở cái này. Chở từ Sơn Tây. Nhà bán vàng. Đúng rồi, nhà bán vàng. Bây giờ anh không chở không đâu. Vâng. À, thì đấy. Thì nó bảo cho anh chở giúp anh đấy. Mất sức mất công á. 300 nghìn tiền chở nhé. Đấy, nó cũng bảo em thế. Một công đôi việc thì lên đấy anh. Bán về khoe luôn. Hôm hắn mua mấy cây ở trong Nam còn mấy chục. Lên mua cây sim 12 triệu. Mấy kẻ là những tập chơi. Ăn em. Hay đấy, được rồi. Ông chắc cũng đam mê đấy, cũng phải có điều kiện. Thôi bán được, có điều kiện. Đấy, sân nhà ấy, nhưng mà chưa có cây nào nó ổn rồi. Đã cứ dần dần. Rồi rồi, một lời đó. Anh nhỏ chắc buồn chết. Mua tận trong Nam rồi. Cũng đồ không nói 20, 2 mấy. Đấy. Là búp đỏ đây. Này cũng hay chứ đùa đâu. Bên này trồng cực kỳ tốt trong nhà, không khí. Cái dòng lá to mà mỡ này lọc không khí cực kỳ tốt. Búp đỏ đùa đấy. Đấy, rất quái các bác nhìn cái tưởng tượng đùa đùa nhưng mà rất hay đấy. Rất hay đấy. Cây này mà trồng trong chậu mà thay những cây bên này sống trong nhà được một thời gian mà. Cho nên là thay cho cái cây, những cái cây đại lộc phát tài cứ được bóng bông rất là đầy dày hay đấy, cây rất hay. Nếu mà bác nào chung cư trồng cây này hay, tôi đáng khẳng định cây này hay, hay hơn là phát tài phát lộc vì nó khỏe, hay là lá rất đẹp, ba lọc cũng cứ tốt. Tôi không biết là cây này bao nhiêu vì rất là nắng. Chả quay lại cái cây mà chả 20 được không bán được. Khu Vĩnh Trương thì có hai cây xanh kia đang rất hot, cây xanh to to này. Đấy, có tiền vào múc vụ nổ chắc. Đang chưa xong, rút tiền ra rồi mà chưa xong. Các cụ thợ với nhau kiểu các giao dịch khi mình ra quay không tiện. Thôi, bây giờ vào uống nước này.